và đẩy vậy không. Bởi vì nó nói là bạn bè làm ăn này chết. Thôi mệt mày quá, nhiều chuyện quá. Bây giờ vô nè. Vô. Ê mà khoan. Hả? Gì nữa? Trước khi vô cái nhậu bữa nay an toàn không? Trời ơi, không an toàn, an toàn là ý là mày nói gì? Vụ vợ mày tao sợ quá mày ơi. Trời ơi vợ chứ bộ quỷ đâu mà mày sợ mà. Mà mày yên tâm đi, bữa nay vợ tao đi về bển đám giỗ rồi. Tụi bay đừng sợ. Trời ơi, mà một cái chuyện bữa hổm là cũng xin lỗi tụi bay nghe, tại vì vợ tao tánh nó nóng. Thôi kệ, vô. Vợ mày hiền quá mà. Ơi. Mà cái vụ hổm mày bàn tao thấy là rất là ok đó rồi, bây giờ tiến hành sao? Nhưng mà mày á, quan trọng là mày á. Quan trọng là mày là phải ok nha. Tao, ok. Tao thương nó tao mới giúp đỡ à. Tèo nói đúng. Cái đó bữa hổm tao khoái lắm. Tao mà... tao tính cho vợ mày làm nữa đó. Nhưng mà vợ nó nhát lắm, làm không được đâu. Vậy hả? Đúng rồi, bởi vậy. Con vợ của tao nó cũng vậy đó. Trời ơi, cái gì nó làm được nha, mà vô đó cái nó lên. Bởi vì tao mới bàn á là cho con vợ thằng này. Ừ thì bảo vậy, ý là tao cũng biết là cái khả năng con vợ tao là rất là ok. Nhưng mà ý là tao nói tụi bay là vậy nè, tính tụi bàn tụi bay là ý là mình phải giữ bí mật. Tức nghĩa là không có gì cho tao tạo cái sự bất ngờ cho vợ tao, bởi cho nên chúng ta luôn giữ bí mật, ok không? Ok. Tao cũng thấy vậy, tao cũng cảm ơn tụi bay. Đó vậy, nó nói yên tâm đi, tối cái gì, tối nay anh em mình tính hết cho. Ê, cũng phải mấy chầu nha mày. Trời ơi, bao nhiêu chầu cũng được, miếng mà thành công là ok, bao nhiêu chầu cũng được, nhưng mình nhớ. Ủa mày? Bay, mày làm gì tao, tao dòm coi cái giường này của ai. Là tối nay lại quán bà Bảy đi, tao đền đáp cho bay một chầu trước tiên cũng như là ha. Quán bà Bảy nha, vô. Vậy là tối tao sẽ lại tao rước mày. Ừ ok. À, mà lần sau nữa nha. Sao? Cảnh báo lần sau nữa nha. Gì qua, nữa? Không không, tao qua nhà mày à. Qua lần nào cũng vậy không? Gà đâu, vịt đâu, bộ chỉ cúm vịt cúm cho cầm hết hả? Ê, bữa nay tăng cường rượu thuốc cho mày. Có rượu thuốc à. Mà không, rượu thuốc là ngon thiệt. Mà đâu làm nữa nha. Mà mày biết nè, nhậu á, như vậy á, là quý muốn chết rồi. Mỗi một lần cái nhậu á, vợ mày. Bởi vậy cho nên á, làm như vậy nè, lỡ mà vợ mày nó có tới á, mình chạy á, nó không bị... Thôi mày, mày đừng nói xui mày á, chạy gì chạy. Thôi vô. Thôi mệt rồi, mày không mày nói, ít mình làm với vợ tao là thuộc gì là cọp cũng bằng. Ừ, tao thấy nó, tao sợ còn hơn cọp nó phải không tỉnh. Trời ơi. Không phải cọp là quỷ. Thôi, mày đừng nói gì tội nghiệp vợ tao thấy vậy chứ thấy cưng luôn mày ơi. Trời ơi trời, tao nhớ, lần trước hả, tao nhảy xuống nguyên cái ao hả, về tao tắm hả. Cả tạ xà bông còn chưa hết. Mà bây giờ nói nghe nè. Hả? Mưa hả? Dạ. Nắng chang chang mà mưa đâu mưa mại. Chim á. Rồi mày dạ. Yên tâm đi, tao nói là vợ tao không sao, mày hở sợ vợ. Tao phải là sợ vợ mà tao nể vợ tao. Trời tao nếu mà giờ nó có đây tao tán nó bật tay luôn. Ừ, à, thiệt mày. Trời ơi vợ mà sợ hả? Nhậu hả? Ngủ hả? Tôi cho biết tay nè. Tôi cho biết tay chưa? Trời ơi. Không, mày coi con vợ mày nè. Trời ơi, con vợ mày. Con vợ mày Hùng ơi. Mày chết với tao. Ông Tèo chửi ai? Ông đứng lại. Ông Tuấn đứng lại cho tôi. Con vợ mày. Mày đúng là con sợ vợ. Nó chạy nó mệt nó lẻ. Tèo. Tèo ơi Tèo. Mày đâu rồi Tèo ơi? Đây nè thằng ông nội. Trời ơi nhỏ nhỏ coi. Làm gì mày đứng ở đó vậy? Làm tao kiếm ra giờ muốn chết à. Rồi kế hoạch tối nay sao? Đi được không? Được. Tao nói được là được. Mày cứ yên tâm đi. Yên tâm bà nội tao á. Đợt đời nằm với mương thúi thấy mẹ luôn. Tụi đợt này đứng chờ mày nãy giờ bị con kiến nó cắn cái con, cắn cái con mắt của mày á. Ủa sao nghe câu này quen quá vậy ta? Thôi mày đứng đây đi, để tao vô tao nói vợ tao đi giữ giường là được à. Em ơi, anh đi giữ giường nha. Cái gì? Giữ giường? Đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn. Trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt. Anh sáng lên anh ra anh tưới giường. Trời mới mưa hồi hôm cần chi tưới. Rồi làm sao đi được ta? Chuối chín cây không canh xe mất liền. Giờ đã khuya ai đâu đi mà hay. Trái mít non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xách cái cây á, mình rọi đèn một cái thì chim nó bay hơn.
thơ líu lo như dành khuyên. Thì em đây nàng thơ sánh đôi nhau mình ơi, ước ngao như bầy chim dục bay lên trời xanh. Thì em đây là mây cùng anh bay xa ngàn phương, khổ thân tôi làm sao đôi mèo râu đầu hôm. Thì đây tô mì tôm nước sôi thơm thiệt thơm, cớ sao ăn mì tôm có cơm canh gì hồng. Vừa chê cơm người ta thì bây giờ ăn mì tôm chứ sao. Nãy giờ không có nói vậy nào à. Tối sáng mai anh ra anh giữ giường, thì sáng mai đôi ta ra giường sớm ha. Mong ước sao đêm nay chim trắng về, chồng của em thiệt thà thì em thương. Tèo ơi. Cái gì? Ổn không? Đi được chưa? Tôi thấy tình hình bộ không ổn Tèo ơi. Tèo nói mà, vợ mày chùm ghen sớm này ai không biết, nổi tiếng luôn. Dễ gì mà mày đi được. Mày đừng nói vậy, tao quê mày. Mà mày còn cách nào khác không? Còn cách này nè, mày nói với vợ mày là tối nay mày đi ra xịt giường. Vậy đi. Em ơi, anh đi xịt giường nha. Cái gì? Xịt giường giờ này? Đêm tối ôm anh ra anh giữ giường nghe. Trời sáng trăng đi đâu anh đôi giữ, anh sáng lên anh ra anh xịt giường. Trời mới mưa hồi hôm cần chi xịt hả? Rồi làm sao đi được ta? Chuối chín cây không canh xe mất liền, giờ đã khuya ai đâu đi mà hay. Vú sữa non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xách cái cây, mình rọi đèn một cái thì chim nó bay hết thôi. Chim mê vú sữa hay là ông mê vú sữa? Sáng trăng anh làm thơ liếu lo như dành khuyên. Thì em đây nàng thơ sánh đôi nhau mình ơi, ước ngao như bầy chim dục bay lên trời xanh. Thì em đây là mây cùng anh bay xa ngàn phương, khổ thân tôi làm sao đôi mèo râu đầu hôm. Thì đây tô mì tôm nước sôi thơm thiệt thơm, cớ sao ăn mì tôm có cơm canh gì hồng. Vừa chê cơm người ta thì bây giờ ăn mì tôm chứ sao. Nãy giờ không có nói vậy nào à. Hành động. Tối sáng mai anh ra anh giữ giường, thì sáng mai đôi ta ra giường sớm ha. Mong ước sao đêm nay chim trắng về, chồng của em